Alo, xin chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Thì trước khi vào tập chuyện mới của ngày hôm nay, tập 130, 141 của độc truyện Độc Bộ Thiên Hạ, thì Khánh Duy muốn chia sẻ một chút với các bạn. Đầu tiên thì Khánh Duy xin được gửi lời cảm ơn tới các bạn một hai ngày qua đã yêu quý, yêu mến kênh cũng như yêu mến Khánh Duy và đã có tấm lòng ủng hộ cho Khánh Duy qua các hình thức như kênh Momo và ngân hàng. Khánh Duy xin thành cảm ơn các bạn. Và cái thứ hai Khánh Duy muốn chia sẻ thì như các bạn cũng biết, thời gian vừa qua thì Khánh Duy rất là bận, không thể ra chuyện được đều đặn được. Đó cũng là một lý do vì sao kênh của chúng ta đang hết sức khó khăn về vấn đề duy trì. Như các bạn cũng biết thì kênh của Khánh Duy thì 2 năm qua Khánh Duy làm thì tâm sự thật với các bạn là nếu mà nói về kinh phí thì không có một nguồn nào cả ngoài trừ YouTube trả. Và các bạn, nếu như một số bạn đã biết thì YouTube làm chủ yếu thì chỉ ăn về quảng cáo thôi. Và cái kênh chuyện của Khánh Duy nó cũng là một đặc thù. Khánh Duy đọc về chuyên sâu về 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 gần như là đam mê, 2 năm qua làm về gần như đam mê. Chứ còn kinh phí thì để nói ra thì không bằng được đi làm của Khánh Duy được. Nhưng vì đam mê, 2 năm qua thì mình vẫn cứ lục cục vậy. Và để đáp trả lại lòng yêu mến của các bạn. Thật sự là lúc đầu này Khánh Duy làm thì cũng không nghĩ là sẽ được các bạn đón nhận và yêu thích như vậy đâu. Thế nhưng mà cũng là một cái động lực để Khánh Duy cố gắng. Nhưng có một vấn đề là thời gian gần đây thì kênh hơi chững và cái vấn đề duy trì kênh nó cũng hơi bị khó khăn. Trước thì có một mình thôi, như nào cũng được. Thì bây giờ đã có vợ rồi, có gia đình được thì mình cũng phải phải no, mình là người đàn ông mà. Thì nhân tiện đây Khánh Duy cũng xin kêu gọi các bạn hãy chung tay ủng hộ. Các bạn hãy có tấm lòng gọi là ủng hộ để giúp Khánh Duy duy trì kênh trong thời gian khó khăn này. Kênh của chúng ta hiện tại rất đang là chững, 17.000 lượt người đăng ký từ lâu lắm rồi, mà 3 4 tháng nay rồi. Với lại đợt trước là Khánh Duy không làm được thường xuyên nữa, kênh giờ là hết 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 sức là chững luôn. Và để kênh duy trì kinh phí của kênh để hoạt động ấy thì hiện tại đang có chút khó khăn. Khánh Duy nếu mà cái tình trạng như này là Khánh Duy là phải phải đi làm lại. Thật sự là phải đi làm lại. Thì hy vọng nó chỉ trong thời gian tháng này và tháng sau là mình sẽ phải ổn định lại được kênh. Thì Khánh Duy kêu gọi các bạn hãy chung tay. Chúng ta ủng hộ cho kênh. Hãy donate cho kênh. Và qua các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả của mỗi video để giúp Khánh Duy. Thật sự các bạn là làm 2 năm rồi đấy. Thế nhưng mà bỏ đổi cái bộ máy tính để làm cho nó luật hơn. Các kênh khác người ta không những về giọng đọc này, về chất lượng âm thanh hình ảnh người ta chú trọng lắm, thậm chí là quảng cáo. Nhưng mình chủ yếu là đọc đọc về đam mê, ngày cứ 3 4 tập cũng chả chịu để ý tìm hiểu gì cả. Lúc tìm hiểu ra thì cái máy tính của mình nó cũ quá rồi, cấu hình nó không thể lên được nên là cái chất lượng hình ảnh âm thanh nó cũng không được được luật, bỏ thay lắm, lâu lắm rồi nhưng mà chưa có kinh phí. Giờ đổi một bộ cũng phải khá khá tiền, mà cái kinh phí YouTube thì nó không đủ, nếu cứ lần nữa mãi. Thì các bạn hãy chung tay ủng hộ donate cho kênh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Và bạn nào có thể muốn ủng hộ cho kênh Duy mà không không hiểu ấy thì có thể liên hệ trực tiếp qua kênh hoặc qua Facebook. Mọi sự ủng hộ của quý vị thì kênh Duy xin cảm ơn. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào tập truyện ngày hôm nay. Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 141 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ, tập 141 Thạch Trư ngay sau đây.
Tiếp theo tập trước. Lúc bấy giờ, Diệp Phúc tâm niệm hơi động, dựng thân nhảy lên, mang theo Phượng Yên Nhu thẳng tới hàng rào thiên địa bị Kiến Ngọc khai phá. Lúc này còn có không ít cao nhân cao thủ đang chen chúc hướng tới lỗ hổng thiên giới bay đi. Nguyên thần của Diệp Phúc vẫn ở bên trong Kiến Mộc, không ngừng hấp thu năng lượng khủng bố bên trong Kiến Mộc, khiến cho tu vi và ngọc lâu, ngọc thụ của mình không ngừng trưởng thành. Hiện giờ tu vi của hắn đạt tới thời kỳ mấu chốt nhất, thiên tướng kỳ, chỉ kém 8 thiên đế thiên tướng liền có thể tu thành đại viên mãn tam tướng cảnh, sau đó cô động chân linh tu luyện tam bất diệt cảnh, đạt tới độ cao bất tử bất diệt. Thiểm khí! Một vị nhân hoàng tản mát ra hung uy long trời lở đất, vọt tới trước mặt Diệp Húc, đột nhiên khí thế chấn động, hướng Diệp Húc hạ xuống một trường. Đây là một vị cao thủ không hiện thế, đã tu thành nhân hoàng nhưng lại không biết danh tiếng. Tuy vậy, hung uy của hắn không thua gì các nhân hoàng cường giả ở thánh địa. Lần này Kiến Mộc mở ra thông thiên chi lộ, làm cho những lão quái vật này cũng bị hấp dẫn xuất hiện. Dù sao thì thực lực hấp dẫn của thông thiên chi lộ thật sự là quá lớn. Diệp Húc khừ nhẹ một tiếng, lắc mình che ở phía trước người của Phượng Yên Nhu, trở mình hạ xuống một trường. Chỉ thấy hai bàn tay to lớn xuất hiện, quét ngang hư không, làm cho hư không trong phạm vi mấy ngàn dặm lập tức biến mất. Ta đã tu luyện thành thiên địa pháp tướng, nhân hoàng cũng có thể cứng rắn đối chọi được. Diệp Húc thân hình hơi hơi lay động, liền chịu đựng được công kích của vị nhân hoàng này mà không chịu bất luận thương tổn gì cả. Vị nhân hoàng kia chính là một lão giả đầu tóc bạc trắng. Nhìn thấy Diệp Húc không ngờ có thể đỡ được một trường này, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Ánh mắt quét về phía Diệp Húc, vẻ mặt kinh hãi, khẽ nhíu mày nói: tuổi còn trẻ đã có tu vi bậc này, lão phu thấy ngươi tu hành không dễ, liền tha cho ngươi một mạng. Giờ phút này thông thiên chi lộ đã mở ra, hắn không rảnh phân thắng bại với Diệp Húc, sau khi bỏ lại câu nói liền phi thân hướng tới thông thiên chi lộ mà đi. Đáng tiếc không thể cùng nhân hoàng chân chính giao thủ, xem tu vi của ta tới tuyệt cùng là như thế nào. Diệp Húc thầm than một tiếng, theo sát phía sau lão giả kia cũng bay tới nơi nhập khẩu thiên giới do Kiến Mộc khai phá. Hắn hận không thể bắt một vị nhân hoàng trở về vui vẻ đại chiến một hồi. Hắn thầm nghĩ, ta nếu thi triển ra bản vương thiên địa pháp tướng, so sánh với hắn cũng không biết ai thắng ai thua đấy. Bọn họ cách cửa khẩu càng ngày càng gần, lúc này còn có không biết bao nhiêu cao thủ đi theo phía sau bọn họ. Mà ở phía trước, Diệp Húc đã nhìn thấy vài vị thánh chủ đã tới bên cửa khẩu thiên giới. Đột nhiên hơn 10 người vọt vào bên trong cửa khẩu tới thiên giới. Lại đúng lúc này, một cỗ khí thế vô cùng sâu nặng, giống như khí tức cỡ vực sâu từ trong khe hở thiên giới truyền tới vô hoang thế giới. Hạ giới chúng sinh, dám nhìn trộm thiên giới ta sao? Một thanh âm thật lớn truyền tới, chỉ thấy vòng trời vỡ ra, cửa khẩu thông thiên chi lộ đột nhiên lớn ra vô số lần. Một bàn tay màu vàng kim khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Phía dưới bàn tay khổng lồ, không biết bao nhiêu người đã chen chúc chạy trốn ra bốn phía. Những người này chính là những vị thánh chủ vừa mới tiến vào thiên giới, sắc mặt sợ hãi giống như gặp phải cái gì đó cực kỳ khủng bố vậy. Rầm rầm, một vị thánh chủ bộ dạng như hoàng đế bị bàn tay to màu vàng đánh tới thân hình, kêu lên một tiếng thảm thiết, thi cốt không còn, cả người bị chia năm xẻ bảy, nổ tung thành một đoàn xương máu. Sao, đại hán hoàng đế Minh Đế Lưu Trang ư? Phía trước Diệp Húc, nhân hoàng kia hét lớn, gương mặt vặn vẹo, vội vàng xoay người trốn. Hắn kêu lên: Minh Đế Lưu Trang đã chết rồi, chẳng lẽ là thiên đế ra tay trừng phạt loạn thần tặc tử cả gan rình bỏ thiên giới sao? Hắn bay thẳng về phía Diệp Húc, vừa lúc thấy Diệp Húc ngăn trở đường đi, không khỏi giận dữ, một trường hạ xuống, phẫn nộ quát: Mau tránh ra! Diệp Húc thân hình nhoáng một cái, hiện ra bản vương thiên địa pháp tướng, một trường đón nhận, bên trong lòng bàn tay thiên địa lưu chuyển, hung hăng va chạm một trưởng của lão già kia. Dầm! Lão già nhân hoàng kia thân hình rung mạnh, bước chân dừng lại. Hắn tuy rằng biết Diệp Húc cực kỳ lợi hại, có thể chống lại nhân hoàng, nhưng không có dự đoán được Diệp Húc lại mạnh mẽ tới trình độ như thế này. Tiểu tử, thiên đế đã ra tay, tất cả mọi người phải chết, người nếu dám ngăn trở lão phu, lão phu liền thịt ngươi. Người đánh lén ta hai chiêu, khinh thường ta sao? Muốn nắn thế nào cũng được hay sao? Hiện giờ ta cũng trả lại cho ngươi hai chiêu. Diệp Húc ấn hạ một cái, phạm vi mấy ngàn dặm giống như hóa thành liệt hỏa địa ngục, bao phủ lão già nhân hoàng kia. Lão già nhân hoàng vừa sợ vừa giận, rít gào không ngừng, vội vàng tiếp một chiêu Viêm Thiên Thần Vương hủy diệt ấn này. Không ngờ một ấn này của Diệp Húc không chút tầm thường, uy lực liền tiếp tăng lên. Bên trong ấn pháp ẩn chứa hạ hỏa, khiến cho nguyên thần cùng pháp tướng của hắn đều lọt vào địa ngục ma diễm dày vò, thực lực vô tình bị suy giảm đi không ít.
bàn tay Diệp Húc trở mình lên xuống, lại một ấn hạ xuống, cũng là Hạo Thiên Thần Vương diệt tuyệt ấn mạnh mẽ nhất. Tiểu tử thối, hiện giờ thiên đế ra tay, ngươi lại còn quyết đấu sống chết với lão phu, lão phu xem như sợ ngươi rồi. Vị lão già nhân hoàng kia hồn hề nói, thấy Diệp Húc một thức sau hung ác hơn một thức trước, liền không dám tái chiến, vội vàng rút lui, lao ra khỏi phạm vi Diệp Húc công kích, hướng xa xa mà chạy trối chết. Diệp Húc tán đi Hạo Thiên Thần Vương diệt tuyệt ấn, trong lòng có chút vui mừng, thầm nhủ: thực lực của ta đã có thể dẹp ngang nhân hoàng, chỉ có điều nhân hoàng nếu muốn chạy trốn mà nói, ta cũng không thể lưu lại nhân hoàng được. Rầm rầm, lại có mấy vị thánh chủ bị bàn tay to màu vàng kia đụng phải, toàn thân dập nát, hóa thành tro bụi. Diệp Húc nhìn xem mà nghẹn họng chân chối, chỉ thấy mấy vị thánh chủ còn sót lại thúc giục cấm bảo, hóa thành từng đạo lưu quang, theo khe hở thiên giới chạy trốn, cố gắng thoát khỏi đại họa này. Chỉ vậy thấy bàn tay to màu vàng chụp tới, một trường đánh lên đỉnh kiến mộc, đại thụ này lập tức bắt đầu nứt ra thành từng mảng. Nguyên thần của Diệp Húc giấu bên trong kiến mộc giống như lọt vào công kích vô hình cực kỳ nghiêm trọng, bị oanh kích một cái bay ra khỏi kiến mộc, thân hình rung mạnh, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Bàn tay màu vàng này chất chứa lực lượng to lớn vô cùng, thậm chí ngay cả kiến mộc đều bị đánh gãy. Thánh chủ một kích liền chết, thánh chủ ở trong vô hoang thế giới không gì địch nổi. Tới trước mặt bàn tay to này, quả thực giống như một con kiến vậy, yếu ớt đến vô cùng. Bàn tay to màu vàng tiếp tục chụp xuống phía dưới, thiên địa dường như đều bị nghiền ép vặn vẹo cùng một chỗ. Kiến mộc bị gãy nhanh chóng lan tới bên người Diệp Húc. Một đường tới đây không biết bao nhiêu tam bất triệt cảnh lão quái vật, thậm chí là nhân hoàng mưu đồ tính toán tiến vào bên trong thiên giới, hết thảy bị bàn tay to này nghiền nát, nghiền bạo, không chút lực chống lại. Bàn tay to màu vàng còn cách Diệp Húc có hơn 10.000 dặm xa, Diệp Húc đã cảm giác được hư không đều bị đọng lại, hóa thành một cái lồng giam vô hình. Mẫn Thiên Thần Vương trường không ấn. Diệp Húc không kịp nghĩ, ôm lấy Phượng Yên Nhu, hóa thành một đạo kinh hồng kéo dài qua trời cao, ngay lập tức chạy đi ngàn dặm. Hắn liên tục chạy đi, chạy tới cả triệu dặm, lúc này mới cảm giác được áp lực giảm bớt xuống một chút. Hóa ra là một cành của rễ cây thế giới, khó trách có thể phá vỡ hàng rào thiên giới. Chắc là dương nghiệt của đế dự tính toán tiếp dẫn huyết mạch đế dự chăng? Thanh âm ầm vang từ bên trong khe thiên giới chuyển tới, uy nghiêm đến vô cùng. Hiện giờ thiên đế còn ở đây, loạn thân tặng tử cũng muốn tạo phản phải không? Bàn tay to này chảo một cái, đem kiến mộc nhổ lên tận gốc, chậm rãi thu hồi, ý đồ thu hồi kiến mộc vào bên trong thiên giới. Tả hữu tuần thiên sứ lập tức hạ giới điều tra, tra xem có nghiệt nhân của đế dự thừa cơ hội hạ giới không. Một khi cha ta lập tức diệt sát ngay lập tức. Thanh âm kia từ từ thu hồi kiến mộc, chỉ thấy khe thiên giới chậm rãi khép kín lại. Bên trong khe, hai bóng dáng người thật nhỏ bay ra, nhưng lại tản mắt ra khí tức long trời lở đất. Đây là hai vua hoàng thiên giới tuần thiên sứ bị thanh âm kia sai phái xuống hạ giới tuần sát chư thiên. Diệp Húc đột nhiên nhìn xuống vua hoàng thế giới phía dưới, một đầu huyền điểu đột nhiên phóng lưng cao, lớn tiếng cao minh, hai cánh của nó rung lên, lưng đeo chiều ca của thành xuyên thấu không gian biến mất không thấy. Dư nghiệt của đế dự quả nhiên đã nhân cơ hội hạ giới chạy trốn tới bên trong vua hoàng, giết dư nghiệt này liền trở lại thiên giới bàn giao với võ la lão tổ. Hai tuần sát thiên sứ kia lướt nhau, thân hình chấn động, cũng xuyên qua không gian đuổi theo đầu huyền điểu kia. Diệp Húc trong lòng cả kinh, vừa rồi kiến mộc khai tông thiên giới, trong nháy mắt chẳng lẽ nói thật sự thần vương huyết mạch nhân cơ hội tới vu hoang thế giới hay sao? Đáng tiếc, thật đáng tiếc, không có thể đem mộc chi khí trong kiến mộc hoàn toàn hấp thu, nếu không coi như là vu hoang cũng không khó. Diệp Húc đau đớn vạn phần, chỉ cần qua thời gian vài ngày, hắn có thể hấp thu hết thải mộc chi khí bên trong kiến mộc, khiến cho tu vi của mình tăng trưởng, tăng thẳng đến vô hoàng, đạt tới cảnh giới tất cả vu sĩ tha thiết mơ ước. Hóa ra, kiến mộc chính là một cành của rễ cây thế giới. Kiến mộc đã khổng lồ như thế rồi, như vậy cái gọi là rễ cây thế giới còn to lớn như thế nào nữa đây? Diệp Húc một trận thất thần, lần này thông thiên chi lộ mở ra, tan biến, làm cho hắn chấn động thật sự là quá lớn. Hắn nguyên tưởng rằng vu hoàng, thánh hoàng đã là lực lượng đứng đầu rồi, tuy nhiên tới khi nhìn thấy bàn tay to màu vàng từ thiên giới hạ xuống, hắn mới biết được ý nghĩa này trước kia của mình sai lầm cỡ nào. Thật sự là quá buồn cười. Chủ nhân bàn tay to màu vàng hẳn là võ la lão tổ trong miệng hai vị tuần thiên sứ, thế tất là một tồn tại quyền cao chức trọng trong thiên giới, nhưng tuyệt đối không phải là thiên đế trong truyền thuyết. Thế gian cao nhân thật sự rất nhiều, ta nếu như tu thành vô hoàng liền có thể quang minh chính đại tiến vào thiên giới rồi. Hắn khẽ lắc đầu,
Hiện giờ Diệp Phúc tuy rằng đột nhiên tăng mạnh, nhưng khoảng cách tới cảnh giới vô hoàng còn xa xôi không biết bao nhiêu nữa. Nếu hắn có thể hấp thu được hết kiến mộc thì còn có hy vọng, nhưng hiện giờ kiến mộc đã bị Võ La lão tổ kia thu đi, liền khiến cho hy vọng của hắn trở nên vô cùng xa vời. Vừa rồi còn có không ít mảnh vỡ kiến mộc bị Võ La lão tổ đánh nát, rơi rụng khắp nơi. Nếu như sưu tầm tìm kiếm được những mảnh vỡ này, liền có thể thuận lợi đột phá thành tựu tam bất triệt cảnh đại vu rồi. Khoảng cách tam hoàng cảnh cũng có thể tiến thêm được một bước. Diệp Húc trong lòng thầm nghĩ, vu hoàng thế giới to lớn như vậy, sưu tầm những mảnh vỡ của kiến mộc này có thể nói là hy vọng xa vời. Nhưng hắn có được Cẩm Tú Sơn xuyên đồ, với hắn mà nói cũng không phải là vô cùng khó khăn. Sư huynh, cha ta sẽ không có việc gì đấy chứ? Phượng Yên Nhu không khỏi lo lắng mà hỏi. Vừa rồi yêu chủ đã ở bên trong nhóm người tiến vào bên trong thiên giới kia. Tuy nói yêu chủ thần thông quảng đại, học cứu thiên nhân, nhưng đối mặt với công kích của Võ La lão tổ, chỉ sợ coi như vu hoàng cũng sẽ bị đánh nát, huống chi là thánh chủ không có thành tựu vu hoàng đây. Diệp Húc cũng không khỏi lo lắng, dù sao hắn cũng rất có hảo cảm với yêu chủ, không giống như những người đứng đầu các thánh địa khác suốt ngày chỉ biết cả vú lấp miệng em. Hơn nữa yêu chủ còn là phụ thân của Phượng Yên Nhu. Hai người qua lại trên hư không không ngừng, đột nhiên chỉ thấy một tấm hà đồ kéo dài qua hư không từ xa xa bay tới. Bọn họ vội vàng đón nhận lấy, chỉ thấy yêu chủ sắc mặt tái nhợt, khoanh chân ngồi trên hà đồ, đỉnh đầu mây trôi bốc hơi, rõ ràng là bị trọng thương. Hắn trốn thoát khỏi bàn tay của Võ La lão tổ, nhưng bị khí tức của nhân vật thần bí kia làm bị thương không nhẹ. Lập tức hồi cung. Yêu chủ lấy một tay chảo ra, cua lấy Diệp Phúc và Phượng Yên Nhu lên trên hà đồ, rồi trầm giọng nói. Lần này mấy vị thánh chủ chết, những thánh chủ khác đều bị thương nặng. Vũ hoàng thế giới chỉ sợ có một hồi địa chấn, gió tạnh mưa máu. Phượng Nhi, ngươi theo ta hồi cung, chấn áp Thiên Yêu Cung, miễn cho kẻ thù bên ngoài xâm nhập. Hắn liếc mắt nhìn Diệp Phúc một cái, Diệp Phúc vội vàng nói. Nhạc phụ cứ việc trở về, tiểu tế còn muốn lịch lãm chung quanh một phen, tìm kiếm mảnh vỡ kiến mộc. Yêu chủ im lặng một lát rồi thở dài nói. Ngươi phải cẩn thận, lần này thông thiên chi lộ mở ra, có mấy người thượng giới nhân cơ hội chạy xuống dưới. Nếu không vị kia đã không nhanh chóng nhận thấy kiến mộc khai thông thiên giới, phá hủy kiến mộc. Mấy người này thực lực hùng mạnh, không biết sẽ mang tới bao nhiêu chấn động cho vô hoang thế giới đây. Diệp Phúc trong lòng dùng mình, vội vàng hỏi. Đế dự thần vương huyết mạch thật sự trốn từ thiên giới xuống sao? Yêu chủ thở dài, hà đồ cuộn lại bay về phía vô hoang thế giới, lớn tiếng mà nói. Không chỉ bọn họ, lúc mấy vị thánh chủ chúng ta tiến vào thiên giới, liền gặp một đám yêu ma bị người ta đuổi đánh kìa. Bọn chúng nhảy vào bên trong khe hở thiên giới. Đế dự thần vương huyết mạch cũng ở bên trong đám yêu ma kia, nhân cơ hội trốn xuống dưới. Những yêu ma này thực lực không hề kém, hẳn là sẽ không có ít người sẽ phải chết đâu. Yêu chủ và Phượng Yên Nhu trong chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời. Diệp Húc đứng tại chỗ suy tư một lát, trong lòng không khỏi có chút dầu dĩ. Lần này chư vị thánh chủ thăm dò ân khư thăng hoàng lăng làm quá nhiều, tính toán mở ra thông thiên chi lộ tiến vào thiên giới. Nếu là trong thời kỳ bình thường, bọn họ ngược lại có khả năng đã thành công. Tuy nhiên lần này mở ra thông thiên chi lộ liên lụy tới đấu tranh giữa hai đại đầu sỏ là thiên giới đế dự thần vương và đương kim thiên đế. Chư vị thánh chủ tuy rằng thần thông quảng đại, nhưng trước mắt hai vị đầu sỏ này mà nói, quả thực chính là một con kiến bình thường mà thôi. Cuối cùng người chết, người trọng thương nghiêm trọng. Lần này không biết bao nhiêu vị thánh chủ toi mạng, thậm chí cả đại minh, đại hán minh đế đều chết thảm dưới tay của Võ La lão tổ. Không có thánh chủ trấn thủ thánh địa, chỉ sợ rằng khẳng định sẽ làm cho các thế lực khác chú ý. Gió tanh mưa máu như lời yêu chủ hẳn là ý tứ này. Ngoại trừ những cái đó ra, huyết mạch của đế dự thần vương cũng nhảy vào trong vu hoang thế giới. Còn có hai vị tuần thiên sứ đuổi giết tới, lại có không biết bao nhiêu yêu ma ở trong thiên giới thừa cơ hạ phàm. Diệp Húc có thể tưởng tượng được, trong một đoạn thời gian rất dài sau này, chỉ sợ vu hoang thế giới sẽ bị vây trong khủng hoảng. Lúc này thánh chủ nhất định phải trở về thánh địa trấn thủ, nếu không liền có khả năng bị các thế lực khác nhòm ngó chiếm lấy thánh địa. Bởi vậy yêu chủ mới gấp trở lại Thiên Yêu Cung như vậy. Diệp Húc trong mắt tinh quang chợt lóe, có ba vị thánh chủ có thù hận với hắn, nếu ba người này bị thương nặng, hắn cũng không ngại ném đá xuống giếng. Yêu chủ đã trở lại Thiên Yêu Cung trấn thủ, ba vị thánh chủ này tất nhiên cũng sẽ trở lại thánh địa của mình. Lấy thực lực trước mắt của ta còn xa mới đủ một mình xông tới đại thánh địa đánh chết thánh chủ được. Hắn đành phải buông tha cho ý nghĩ này, lần này đích thực là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt Vu Chân, Bảo Quang, Hạ Gia thánh chủ. Tuy nhiên, thực lực của hắn còn không đạt tới trình độ diệt được thánh chủ, mặc dù là thánh chủ bị thương nặng đi chăng nữa cũng không được, chỉ có thể bỏ qua cơ hội lần này. Tu vi hiện giờ của Diệp Húc đã đạt tới Thiên Tướng kỳ đỉnh phong,
chỉ kém 8 thiên đế thiên tướng liền có thể bước nhập vào tam bất diệt cảnh, thành tựu bất diệt thân. Tuy nhiên, chỉ sợ xem như là tam bất diệt cảnh, thân thể bất diệt cũng không thể chính diện chống lại được thánh chủ. Đây là bởi vì uy lực của cấm bảo là quá lớn, uy lực một môn cấm pháp của vô hoàng mạnh mẽ không thể tin nổi. Cho dù là thánh chủ cũng dễ dàng bị chấn chết. Thánh chủ nắm trong tay cấm bảo, ở trong vô hoang thế giới gần như là tồn tại vô địch, gần như không có khả năng ngã xuống. Kiến mộc bị hủy, đại bộ phận bị võ la lão tổ bắt đi, nhưng còn có non nửa mảnh vỡ rơi rụng xuống bên trong vô hoang thế giới. Những mảnh vỡ đó đối với người khác mà nói là thần vật trời sinh để luyện chế cấm bảo, khẳng định sẽ đưa tới không biết bao nhiêu người tranh đoạt. Với ta mà nói là càng thêm trọng yếu. Hắn tế khởi cẩm tú xuyên sơn đồ, thần niệm đảo qua tấm bản đồ này, lập tức quét qua một lần hàng tỷ núi sông của trung thổ thần uyên đại lục, sưu tầm những vị trí mà kiến mộc đã rơi xuống. Mảnh vỡ kiến mộc từ trên vòm trời rơi xuống giống như sao rơi, hung hăng nện xuống đại lục, khiến cho sơn xuyên địa lý thay đổi lớn, việc sưu tầm cũng không quá khó khăn. Diệp Húc tâm niệm hơi động, kéo dài qua trời cao, ngay lập tức bay đi ngàn dặm. Không qua bao nhiêu lâu đã xâm nhập trung thổ, thẳng tới một chỗ kiến mộc rơi xuống gần nhất. Mảnh vỡ kiến mộc này rơi xuống một bình nguyên trong nước đại đường. Bình nguyên ngàn dặm lúc này hóa thành một cái hố lớn. Kiến mộc này thật sự là quá lớn, tuy rằng một mảnh vỡ của gốc cây, nhưng từ trên cao rơi xuống lại giống như một ngôi sao rơi xuống vậy. Nó hủy diệt ngàn dặm núi non, tạo thành lực phá hoại như một cấm bảo bình thường vậy. Bình nguyên ngàn dặm này bên trong có không biết bao nhiêu dân chúng sinh hoạt, bao nhiêu vu sĩ, thậm chí có rất nhiều vu đạo môn phái, nhưng trong lúc này đã bị mảnh vỡ kiến mộc rơi xuống phá hủy hết thảy. Diệp Húc trong lòng dầu dĩ, không kịp nghĩ nhiều, lập tức nhảy xuống nơi kiến mộc đã rơi xuống. Chỉ thấy nơi kiến mộc kia rơi xuống, tuy rằng phá hủy đi ngàn dặm bình nguyên, nhưng sau đó mộc chi khí khôn cùng đã phát ra. Chỉ thấy bên trong hố sâu này vô số cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên, đại thụ che trời, giống như đã sinh trưởng mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm vậy, tràn ngập khí tức sinh mạng vô biên. Lúc này có không ít cao thủ đại đường đi đến nơi này, hơn phân nửa là muốn chiếm thần vật này làm của riêng mình. Một đại vua phóng lên cao, cao giọng quát, thanh âm vang vọng khắp nơi. Không ít cao thủ đại đường nghe vậy không khỏi nhíu mày. Nhưng thiên sách phủ tượng trưng cho uy nghiêm của đại đường, bọn họ cũng vô lực phản kháng, đành phải rời đi. Đại đa số mọi người đã rời khỏi. Tên đại vua thiên sách phủ thoáng nhìn Diệp Húc chưa chịu rời khỏi, không khỏi nhíu mày, cười lạnh nói vài câu. Diệp Húc không thèm nghe, tiếp tục đi tới chỗ mảnh vỡ kiến mộc rơi xuống. Đương thời đại vua có thể phân tranh cao thấp với hắn đích xác không còn nhiều. Vị đại vua thiên sách phủ kia thấy hắn không có rời khỏi, ngược lại còn không coi ai ra gì mà đi tới mảnh vỡ kiến mộc, thì không khỏi giận dữ. Đợi khi hắn nhìn thấy rõ gương mặt của Diệp Húc, lại không khỏi dùng mình một cái, không nói nữa mà thầm nghĩ: Hóa ra là sát thần này tới đây, thật nguy hiểm. Ta nếu dám động thủ với hắn, chỉ sợ lúc này đã là người chết rồi. Tuy nhiên người này là công địch của đại đường ta, chẳng những Lý Thiên Vương, thậm chí Thiên Tử Điện Hạ và Tần Vương, Trình Vương cùng 28 lộ đại quân gần như đã chết hết trong tay của hắn. Nhất định phải mau chóng thông chi cho bệ hạ, mau chóng thôi. Hắn lúc này gọi tới một người, lệnh cho hắn nhanh chóng chạy về Trường An bẩm báo với Đường Hoàng. Diệp Húc đi vào bên trên không hố lớn, kêu nhẹ một tiếng a, chú ý tới mộc chi khí khôn cùng trong không trung. Không trung không ngờ lại hỗn loạn mà phóng ra khí tức tà ác vô cùng, hoàn toàn tương phản với khí tức sinh mạng của kiến mộc. Cỗ khí tức tà ác này tràn ngập tham vọng hủy diệt hết thảy, cuồng bạo và táo tợn, tham lam và tàn nhẫn, diệt sạch nhân sinh, dường như có thể câu dẫn hết thảy tiêu cực ở trong lòng người đi ra ngoài, làm cho người ta sa đọa trở thành ma đầu vậy. Sát! Cao thủ đại đường vừa nhảy vào nơi này tìm kiếm mảnh vỡ kiến mộc, lúc này đã bị ma tính ăn mòn, hóa thành ma đầu, tự giết lẫn nhau. Trong chớp mắt đã có mấy người chết. Diệp Phúc ánh mắt quét tới, chỉ thấy dưới đáy hố lớn này mảnh vỡ kiến mộc dài chừng trăm dặm, thẳng tắp ở trung ương, lồng lộng như trụ, lá cây màu xanh ngăn nắp như trước, dường như nó rơi xuống từ độ cao ngàn dặm mà vẫn không bị chút tổn thương nào, thậm chí ngay cả một phiến lá cây cũng không có bị gãy. Mà ở bên ngoài mặt kiến mộc có một đạo huyết hà chậm rãi lưu động dọc theo thân thụ. Huyết hà chảy ngược hướng, bên trong có sáu màu, có xanh, có tím, có hồng, có lục, thậm chí còn có màu vàng nữa, tản mắt ra khí tức có thể so sánh với nhân hoàng. Xoẹt một tiếng, bên trong một huyết hà, vô số xúc tu tản ra ngoài, đâm thủng những đại vu thiên sách phủ tới tầm bảo này. Những xúc tu này giống như những mạch máu, nhảy lên vài cái, chỉ trong vài hô hấp liền hút khô vu sĩ đại vu này, hóa thành một tấm da người.
một đạo huyết hà màu hồng dẫn đầu chạy tới đỉnh Kiến Mộc. Nó mấp máy như huyết thanh, dần dần ngưng tụ thành một yêu ma đầu có hai sừng, lưng sinh huyết dực cánh máu. Đây là yêu ma thiên giới, có được đặc tính của yêu tộc và ma tộc, tản mát ra tích thiên ma khí. Hơn nữa, dường như không có hình thể chân chính mà là một đoạn máu tươi sinh ra ma đầu vậy. Diệp Phúc khẽ nhíu mày, bấm tay đánh vỡ một xúc tu, lưu lại một ít dịch máu ở trong lòng bàn tay, trong lòng kinh nghi bất định. Hắn chăm chú nhìn giọt ma huyết trong lòng bàn tay, hắn có thể cảm nhận được trong máu này có lực lượng hùng mạnh dị thường. Cỗ lực lượng này làm cho người ta run rẩy, dường như có thể khiến cho bất kỳ người nào cũng có thể bị ma hóa. Diệp Phúc thậm chí nhìn thấy trong máu này như có sinh mạng, ý đồ chui vào trong da của hắn, chui vào trong thân thể hắn. Giọt máu này hẳn không phải là máu vô hoàng. Máu vô hoàng không có khả năng có được năng lượng khủng bố đến như vậy. Chỉ có thể là thánh hoàng, thậm chí là vu tổ, sau khi bị thương chảy xuống mà thôi. Trong máu tươi này lại đản sinh ra được sinh vật yêu ma kỳ lạ. Hơn nữa, Diệp Phúc có thể khẳng định chủ nhân của đoàn máu này tất nhiên là cao thủ yêu tộc và ma tộc. Nếu không, không có khả năng có yêu tộc cùng ma tộc trong máu của mình. Thậm chí có truyền thuyết, viễn cổ Phật Đà khi bị thương chảy ra một giọt máu vàng sẽ nảy ra một vị thần linh. Nếu Diệp Phúc tu luyện tới cảnh giới đủ hùng mạnh, trong máu của hắn cũng có những tâm pháp cấm pháp hỗn loạn bên trong, máu chảy ra sẽ sinh thành ma đầu. Diệp Phúc nhẹ nhàng chấn động, dịch máu bị chấn vỡ, dập nát ma tộc ở bên trong. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đầu yêu ma trên đỉnh Kiến Mộc kia đã ngưng tụ thành hình, tản mát ra khí tức yêu ma khủng bố, làm cho người ta hít thở không thông. Nó cười khằng khặc quái dị, hướng tới hắn mà bay tới. Yêu ma kia cười to, cánh rung lên, liền đi tới đỉnh đầu Diệp Phúc, huy chảo bổ xuống đỉnh đầu của Diệp Phúc. Thực lực của nó gần như có thể dẹp ngang đại vu tam bất diệt cảnh, thân thể bất diệt. Một chảo này phá vỡ hư không, gương mặt dữ tợn khủng bố, dáng vẻ bệ vệ tích thiên, thậm chí ngay cả khoảng không bên trên cũng trở thành một màu đỏ như máu. Hóa ra chỉ là một ma đầu được sinh ra trong máu của thánh hoàng. Nếu là thánh hoàng tự mình tới đây, ta tự nhiên phải nhượng bộ lui binh. Nhưng chính là một đoàn máu huyết, còn muốn so chiêu với Diệp Thiếu Bảo ta sao? Thật sự là đáng chê cười mà. Diệp Phúc đứng nguyên tại chỗ, lấy tay chảo ra, thủ trưởng của hắn như trời xanh lồng lộng, bao phủ phạm vi ngàn dặm. Một tay chảo xuống, liền chộp đầu yêu ma thiên giới kia vào trong lòng bàn tay. Hắn hơi hơi dùng sức, chỉ nghe thấy một tiếng vang nhỏ, bóp nát nó ngay lập tức. Diệp Phúc tâm niệm vừa động, lòng bàn tay đột nhiên hóa thành một mảnh liệt hỏa địa ngục. Ma diễm hừng hực thiêu đốt, đốt sạch sẽ ma tính bên trong đoàn máu huyết này, chỉ còn lại năng lượng tinh khiết mà thôi. Thứ tốt, thứ tốt, đoàn thánh huyết này nếu nhốt vào bên trong cơ thể vô sĩ, sau khi luyện hóa, chỉ sợ có thể dễ dàng thay đổi tư chất của vô sĩ, nâng cao tu vi vô sĩ, khiến cho bên trong huyết mạch của hắn có chứa một tia huyết mạch của thánh hoàng. Diệp Phúc trong lòng mừng rỡ, đem đoàn thánh huyết này thu vào tầng thứ nhất ngọc lâu, tâm niệm vừa động, liền trực tiếp đánh đoàn máu huyết này vào trong thân thể của Hùng Bi. Trong ngọc lâu, Hùng Bi đang cùng Can Xẻ Dao, Hạo Thiên Khuyển và Kim Giác Ngân Giác uống trà, phẩm chút đan dược do chính mình luyện chế. Đột nhiên nó bị Diệp Phúc đánh nhốt một đoàn máu huyết vào trong cơ thể. Hùng Bi này có chút nhìn không rõ, nhìn thấy phân thân của Diệp Phúc giáng lâm, vội vàng đứng dậy, không người cười nói: "Lão già như thế nào lại rảnh tới nơi đây chơi vậy?" Diệp Phúc phất phất tay, cười tủm tỉm nhìn hắn, chờ đợt thánh huyết phản ứng. Hùng Bi trợn tròn mắt, trong lòng có chút không yên, không biết đại lão gia tới thật cùng là muốn làm cái gì. Thánh huyết công hiệu hẳn là bắt đầu phát huy rồi. Diệp Phúc thấy Hùng Bi không có phản ứng, không khỏi buồn bực. Chẳng lẽ qua thời gian quá dài, thánh huyết đã mất đi hiệu lực rồi hay sao? Wow! Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên thấy đầu Hùng Bi không kìm nổi, hóa thành nguyên hình, ngửa mặt lên trời mà giống giận, kêu la oanh trời. Trên trời lập tức xuất hiện vô số lôi vân dày đặc, âm ầm hạ xuống, oanh kích lên trên người của nó. Đám Can Xẻ Dao nhìn xem mà kinh tâm động phách, chỉ thấy đầu Hùng Bi này thân cao nghìn trượng, gân cốt hùng tráng, hai cánh càng ngày càng lớn, đen thui một mảnh, che trời phủ đất. Quanh thân nó tràn ngập phong lôi lực, lôi điện ầm ầm cùng gió lớn rít gào giằng co cùng một chỗ, chạy trồm quanh thân thể của nó. Trong cơ thể giống như hàng trăm đầu cự long đang đấu đá lung tung, đốt cháy toàn thân, khiến cho máu tươi sôi trào. Lão già đánh vào trong cơ thể Hùng Sư là linh đan diệu dược gì vậy? Can Xẻ Dao ánh mắt tỏa sáng. À, chỉ là một đoàn máu huyết thánh hoàng mà thôi. Diệp Phúc nhìn sắc trời, nhỏ giọng nói: "Đoàn thánh huyết này không có bị vô sĩ luyện hóa, còn không thể xác định được. Ta tới lấy đầu Hùng Bi này làm thí nghiệm một chút. Nếu như có thể sử dụng, liền thu mấy cái yêu ma thiên giới khác luyện hóa chúng thành cho tàn, miễn cho những ma đầu này tái sinh chạy chung quanh làm điều ác vậy." Can Xẻ Dao và Kim Giác, Ngân Giác đều dùng mình một cái, trong lòng cảm thấy bi ai cho Hùng Bi.
Hùng Bi lúc này không nghe thấy chuyện gì ở bên ngoài, chỉ cảm thấy thân thể truyền đến những tiếng xé rách đau đớn. Trong cơ thể của nó như có mấy trăm đầu cự long, càng lúc càng lớn, thân thể càng ngày càng bành trướng, không khỏi rống lên. Thân hình của nó nổ tung khắp nơi, máu tươi giàn giụa, lập tức hóa thành một ngọn lửa màu vàng. Tu vi của hắn không đủ để luyện hóa thánh huyết, bị năng lượng trong thánh huyết phá vỡ mạch máu, rất nhanh sẽ gặp cảnh mất hết máu mà chết. Diệp Phúc khẽ nhíu mày, truyền vào một cỗ pháp lực trợ giúp Hùng Bi luyện hóa đoàn thánh huyết này. Tu vi của hắn gấp hàng nghìn, hàng vạn lần Hùng Bi, dễ dàng luyện hóa được năng lượng bên trong thánh huyết, dung nhập vào bên trong huyết mạch của Hùng Bi này. Chỉ thấy tiếng hô của Hùng Bi càng ngày càng thấp, thân hình lại càng cao lớn cường tráng, tu vi liên tiếp được kéo lên từ tam thần cảnh nguyên thần tam phẩm cảnh giới, tăng tới hợp thể cửu phẩm, thậm chí bắt đầu tấn công tam tướng cảnh. Hàng rào tam tướng cảnh trực tiếp bị năng lượng khổng lồ bên trong thánh huyết xung kích, dễ dàng giúp cho Hùng Bi ngưng tụ pháp tướng cùng với chân thân. Năng lượng thật mạnh mẽ. Diệp Húc sắc mặt hơi biến đổi, đoàn thánh huyết này vẫn như trước chưa hoàn toàn bị luyện hóa, nhiều nhất mới chỉ luyện hóa được 1/3, nhưng đã dễ dàng khiến cho Hùng Bi trở thành một cự yêu tam tướng cảnh pháp tướng kỳ rồi. Nếu đem đoàn thánh huyết này hoàn toàn luyện hóa, đầu Hùng Bi này chỉ sợ có thể tiến vào địa tướng kỳ đỉnh phong. Hơn nữa, Diệp Húc còn cảm giác được trong cơ thể Hùng Bi có một tia huyết mạch thánh hoàng như có như không, đúng là khí tức của huyết mạch thánh hoàng. Đây là huyết mạch chi lực, có thể nâng cao tư chất cùng tu vi của vu sĩ ở trên diện rộng, khiến cho một người tài trí bình thường trong nháy mắt biến thành thiên tài. Vu sĩ luyện thành nguyên thần, thành tựu đại vu, trong máu huyết sẽ chứa bản thân huyết mạch chi lực, sinh ra con cháu tự nhiên có thể kế thừa huyết mạch chi lực của hắn. Cảnh giới tu vi càng cao thì huyết mạch chi lực trong cơ thể con cháu càng mạnh. Con cháu của một vị đại vu tam thần cảnh và con cháu của một vị vu hoàng, huyết mạch chi lực trong cơ thể chênh lệch rất lớn, không thể so sánh nổi. Đây cũng là nguyên nhân mà vu hoàng thế gia dễ dàng xuất hiện nhân vật thiên tài, bởi vì trong cơ thể của những người thuộc vu hoàng thế gia có được huyết mạch của tổ tiên, bình thường sinh ra đã cao hơn người khác một bậc. Tuy nhiên, từng thế hệ một truyền tới nay, trong cơ thể con cháu huyết mạch chi lực sẽ dần dần suy nhược. Diệp Húc hiện giờ đã tu luyện tới tam tướng cảnh đỉnh cao, nếu hắn có con cháu, con nối dòng sẽ có được huyết mạch của hắn. Nếu hắn tu luyện thành vu hoàng, sinh hạ con nối dòng, khẳng định sẽ có huyết mạch chi lực so với lúc ở tam tướng cảnh càng mạnh hơn, càng dễ dàng tu luyện hơn. Loại huyết mạch chi lực này còn có thể cướp đoạt kế thừa. Lúc trước Diệp Húc đã nói với Bá Hạ lão tổ, huyết mạch chi lực của con cháu đại hạ hoàng triều đã bị người khác cướp đoạt. Loại chuyện này không phải là nói suông mà thực sự có thể thực thi được. Bởi vậy, Bá Hạ lão tổ mới không có hoài nghi. Diệp Húc hiện giờ đem thánh huyết nhốt vào trong cơ thể Hùng Bi, đúng là cướp đoạt huyết mạch, khiến cho người không phải là con cháu nối dòng của thánh hoàng cũng có được huyết mạch thánh hoàng, do đó nâng cao tu vi cùng tư chất. Những yêu ma thiên giới này quả nhiên là thứ tốt mà. Diệp Húc trong lòng có chút vui mừng, thu hồi pháp lực của mình, khiến Hùng Bi tự mình luyện hóa vô số huyết lực còn lại. Đối với thánh huyết, hắn cũng không có ý nghĩ muốn luyện hóa thánh huyết để thăng tu vi huyết mạch chi lực của mình. Luyện hóa huyết mạch chi lực của người khác sẽ tạo thành huyết mạch của mình không được tinh khiết. Không bằng chính mình tự đi tu luyện, nâng cao tu vi càng cao, huyết mạch chi lực bản thân sẽ càng thêm nồng đậm, càng hùng mạnh hơn. Nếu hắn sinh hạ con nối dòng có thể được huyết mạch thuần khiết của mình, khiến hậu thế nghĩ tới tổ tiên mà cảm thấy kiêu ngạo. Đa tạ ân tái tạo của lão gia, đa tạ, đa tạ. Hùng Bi vừa mừng vừa sợ, vội vàng thu nhỏ lại thân hình, hóa thành thanh niên trai tráng, đen như tháp, bái tạ Diệp Húc liên tục nói. Chủ công, thánh huyết uống rất ngon hay sao? Hạo Thiên Khuyển đôi mắt trông mong nhìn Diệp Húc. Diệp Húc sắc mặt tối sầm, tác dụng lớn nhất của thánh huyết không phải là để uống. Người sáng suốt vừa thấy là biết phải luyện hóa huyết mạch lực bên trong thánh huyết, liền có thể nâng cao tu vi và tư chất của chính mình. Con cẩu này không ngờ chỉ nghĩ tới ăn uống, thật sự là ngoại lệ. Can Sải Dao, Kim Giác, Ngân Giác, cả đám xông tới, đôi mắt trông mong cười nịnh mà nói. Lão gia còn thánh huyết không vậy? Yên tâm, thánh huyết lúc này tuy rằng ta không có nhiều, nhưng giết mấy đầu thiên giới yêu ma, các ngươi đều có cơ hội ăn thánh huyết này. Diệp Húc cười nói, thu hồi thần niệm phân thân của mình. Phía trên đỉnh kiến mộc kia còn bám vào rất nhiều huyết hà, hẳn là yêu ma do thánh huyết sinh ra, còn có một dòng huyết hà màu vàng, hẳn là máu của thiên giới cường giả. Máu của những thiên giới cường giả này hơn phân nửa là do chiến đấu mà bị thương, máu chảy ra nảy sinh ra ma đầu. Có thể thấy được thiên giới cũng không phải là nơi niết bàn không có tranh đấu. Nơi này tranh đấu tàn khốc chỉ có hơn chứ không kém vô hoang thế giới. Thậm chí ngay cả thánh hoàng, vu tổ, thậm chí thần vương, đế quân đều bị thương, thậm chí là thân tử. Tuy rằng hắn không cần thánh huyết, nhưng dùng thánh huyết để nâng cao huyết mạch chi lực đám người Hùng Bi, Can Sải Dao, nâng cao cảnh giới cũng là một loại linh đan diệu dược vô cùng vô thượng.
Diệp Phúc đã quyết định đem những yêu ma do thánh huyết hóa thành này tiêu diệt, luyện hóa hết. Phía bên trên kiến mộc, tất cả huyết hà chảy tới đỉnh kiến mộc đều bị hóa thành yêu ma, giống như một pho tượng kim sắc hoàng đế, khí tức hóa thành một tòa thiên cung, dưới trướng có mấy trăm danh thiên giới yêu ma, những ma đầu hùng mạnh vậy. Hoàng đế bảo tướng màu vàng này trang nghiêm vô cùng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Diệp Phúc, mở miệng hư lạnh mà nói: "Chậm chính là thiên giới thần vương Vu Tổ, sinh linh hạ giới không ngờ dám giết con dân của chấm. Chấm niệm tình ngươi tu vi không kém, lập tức thần phục chấm, chấm có thể khoan thứ cho tử tội của nhà ngươi." Mấy trăm đầu yêu ma cười quái dị, trong mắt hiện ra thần sắc tham lam. Bọn chúng là ma đầu sinh ra từ máu của thiên giới cường giả, không có hình thể chân chính, chỉ là một đoàn máu mà thôi. Nếu có thể chiếm cứ thân thể một vị cường giả, liền có thể làm cho thực lực của mình đột nhiên tăng mạnh. "Mấy đoàn máu của thiên giới cường giả, không ngờ cũng dám xưng chấm với ta sao?" Diệp Phúc cười ha ha, nhanh chóng bay tới đám thiên giới yêu ma này. Hắn một bước bước ra, bàn vương thiên địa pháp tướng xuất hiện, dung nhập vào thân. Diệp Phúc thân cao vạn trượng, chỉ thấy thân thể nguyên thần và thiên địa pháp tướng của mình cùng dung với thiên địa hư không xung quanh, thậm chí có thể mượn được lực lượng to lớn từ thiên địa vạn vật ở xung quanh. Giờ khắc này, Diệp Phúc cảm giác được chính mình là thiên, là địa, là chủ nhân của vạn vật. Một loại khí phách thiên địa đều ở trong lòng bàn tay ta, không tự chủ được mà phát ra ngoài. Đây chính là diệu dụng của thiên địa pháp tướng. Thiên thông thiên, địa liên kết địa, pháp tướng tàng pháp, thiên địa pháp tướng cùng xuất ra. Thiên địa vạn vật hết thảy cho ta sử dụng, trở thành nguồn suối, lực lượng bên trong cơ thể của đại vu. Thiên địa pháp tướng, pháp thiên tượng địa, sức mạnh to lớn, vô cùng, vô tận. Lực lượng thật mạnh mẽ. Diệp Phúc trong lòng vừa mừng vừa sợ, không kìm nổi một tiếng thét dài. Tiếng huyết gió cuồn cuộn như sáo, hư không trước mặt hắn lập tức không chịu nổi, ầm ầm tan nát. Tiếng huyết gió của hắn thậm chí đánh xuyên qua hư không trước mắt, hình thành một đạo hư không tối đen, cắn nát hết thảy mấy yêu ma bên người hoàng đế màu vàng kia. Vài thiên giới yêu ma này tốt xấu gì cũng có được thực lực của đại vua Tam Bất Diệt Cảnh, nhưng ở trước mặt Diệp Phúc quả thực chính là trẻ con mới học bước, không chịu nổi một kích, một giống liền có thể bị chấn nát. Diệp Phúc tu vi pháp lực so với trước khi hấp thu kiến mộc ước chừng mạnh mẽ hơn mấy chục lần. Thiên địa pháp tướng cùng lực lượng cũng so với lực lượng chân thân lúc trước mạnh mẽ hơn mấy chục lần. Diệp Phúc hiện giờ pháp lực hoàn toàn có thể dẹp ngang nhân hoàng, mặc dù hơi có chút không bằng nhưng cũng không kém xa. "Nhân loại, ngươi thật sự rất mạnh, tuy nhiên càng mạnh chấm lại càng cao hứng, càng vui vẻ." Hoàng đế yêu ma màu vàng kia ánh mắt tỏa sáng, cười ha hả đứng dậy khỏi kiến mộc. Mấy trăm yêu ma bay tán loạn chung quanh người hắn, giống như thiên thần giáng lâm, lấy tay chả một cái liền rút kiến mộc ở bên dưới lên, lấy kiến mộc thành vũ khí hướng tới đầu Diệp Phúc mà đệm xuống. "Ngươi càng mạnh, chấm chiếm cứ thân thể của ngươi rồi sẽ trở nên càng mạnh. Có thân thể của ngươi, chấm liền có thể tu luyện đột nhiên tăng mạnh, trở thành vu hoàng, thậm chí là thánh hoàng." Đầu thiên giới yêu ma này chính là do máu của Vu Tổ sinh ra, thực lực mạnh mẽ vô cùng, có thể so sánh với nhân hoàng. Kiến mộc nện xuống, Diệp Phúc thậm chí cảm giác được khi hắn ra tay có thể kéo theo thiên địa, thương thiên đại địa cùng nhau hướng tới mình mà ép xuống. "Sinh linh hạ giới mà hèn mọn, chấm cho ngươi kiến thức vu pháp mà chỉ Vu Tổ mới có thể tu luyện được, đại đạo kinh thiên." Hắn lấy kiến mộc làm côn, kình thiên dựng lên, một côn nện xuống, thiên địa lật úp, kiến mộc giống như đại đạo vĩnh hằng, thông suốt vũ trụ. Nói thiên là địa, thiên đó là địa, nói địa là thiên, địa chính là thiên, có năng lực xoay chuyển càn khôn, xoay chuyển đất trời. Đây là thiên giới vô pháp, khác với những vô pháp Diệp Phúc đã chứng kiến trước đây. Chỉ có những người thành tựu thánh hoàng, tổ vu mới có thể khai sáng ra vô pháp, đem vô bảo vô pháp dung hợp hoàn mỹ. Không phải vô pháp bình thường ghi lại trong cấm pháp có khả năng dẹp ngang. Một con này nện xuống, Diệp Phúc cảm giác được như nện xuống không phải là một cây kiến mộc mà là đạo lý thiên địa lớn lao. Vu Tổ vu pháp đem đại đạo trong thiên địa dung nhập vào trong vu pháp. Đối mặt với vu pháp như vậy, dường như lọt vào thiên địa đại đạo nghiền ép, làm cho người ta có một loại cảm giác không thể chống lại, khí thế đương nhiên sẽ yếu đi một chút. Cùng lúc đó, mấy trăm thiên giới yêu ma bên cạnh pho tượng hoàng đế màu vàng này đều bay lên, che trời phủ đất, rậm rạp vô cùng. Chúng nhất tề hướng tới Diệp Phúc mà công kích, thi triển ra vu pháp thiên giới. Vô pháp thánh hoàng khai sáng chất chứa trong huyết mạch của mình. Loại thủ đoạn này đổi lại là người khác chỉ sợ đã sớm đánh mất ý chí chiến đấu, khoanh tay chịu chết rồi. "Hết thảy đi tìm chết đi." Diệp Phúc mở miệng giống to, ầm vang một tiếng, ngàn dặm hư không lập tức nhiều ra vô số những viên sách. Hư không đã bị một giống của hắn làm cho sách tê tả.
Diệp Phúc giống lên một giống này, làm cho vô số vô pháp dập nát, thậm chí ngay cả thiên giới yêu ma cũng hết thảy bị chấn vỡ, hóa thành từng đạo huyết hà. Huyết hà mấp máy lại hóa thành một đầu yêu ma, cười khanh khách quái dị hướng Diệp Phúc mà đánh tới. Bọn họ chính là máu huyết của Thánh Hoàng sinh ra, chỉ cần máu huyết còn ma tính, cho dù là bị người đánh nát cũng có thể dễ dàng khôi phục hình thái, thực lực không chút suy giảm. Ma đầu từ trong máu của thiên giới cao thủ sinh ra, tuy rằng không có thân thể chân chính, không có cảnh giới tương ứng, nhưng bên trong máu lại chứa một chút ít trí nhớ của cao thủ thiên giới. Loại trí nhớ này làm cho bọn chúng có được một bộ phận kỹ xảo chiến đấu của cao thủ thiên giới, thậm chí là một số vu pháp, vu cấm. Nếu làm cho bọn chúng cắn nuốt thân thể nhân loại vu sĩ, đại vu, huyết hà sẽ càng thêm khổng lồ, sớm muộn có thể trở thành yêu ma không thể khắc chế, làm hại vu hoang thế giới, không người nào có thể khắc chế được. Cùng lúc đó, kiến mộc đột nhiên tiến tới đỉnh đầu Diệp Phúc. Thiên giới vu pháp, hơn nữa lại có kiến mộc uy năng vô biên, một kích này thật khiến người ta hồn phi phách tán. Trung ương bất không, bất động thần vương. Diệp Húc thân hình và thiên địa cùng dung hợp, bàn tay to triển khai hướng kiến mộc mà chụp tới. Dầm một tiếng, thân hình hắn bất động, chấn thủ trung ương, giống như thần vương, bàn tay to va chạm cùng với đại đạo kình thiên của ma đầu thiên giới. Hố to dưới chân bọn họ nhanh chóng chìm sâu vài dặm, đánh thẳng vào dung nham dưới lòng đất. Vô số địa khí, địa sát phun dũng mà ra, hóa thành một hố dung nham. Mấy trăm thiên giới yêu ma khác bị dư âm của hai dạng người gia thủ hết thảy chấn vỡ, hóa thành huyết hà. Huyết hà mấp máy lại có ý đồ ngưng tụ lại thân hình của yêu ma. Diệp Húc tâm niệm hơi động, hai tay biến ảo, hóa thành ưu thiên thần vương đồ ách ấn, phong ấn hết thảy những huyết hà này vào bên trong minh nguyệt. Bàn tay đột nhiên hóa thành liệt hỏa địa ngục, đốt cháy hết thảy những yêu ma này, chỉ để lại thánh huyết tinh khiết. Tốt, nhiều thánh huyết như vậy, xem ra tất cả mọi người quan tinh phong đều được một phần rồi, dùng để nâng cao tu vi và tư chất rất lớn. Trong mắt Diệp Húc hung quang chợt lóe, chủ động phá vỡ bất động thần vương ấn. Tâm niệm vừa động, thân hình phá trường không mà đi. Ngay sau đó, hắn đi tới bên người yêu ma hoàng đế màu vàng kia, hai tay niết thái hoàng thần vương khai thiên ấn, một búa đánh xuống. Hắn cười lạnh nói: "Vu tổ vu pháp sao? Ở trước mặt vu pháp cấp thần vương của ta, chính là vớ vẩn cả thôi, chết đi cho ta." Xẹt. Diệp Húc một búa liền chém đầu yêu ma hoàng đế màu vàng này ra làm hai, bàn tay to lập tức mở ra, ở giữa không trung hóa thành âm dương hai ấn, giống như một tấm thái cực đồ âm ầm hạ xuống. Thương Thiên Thần Vương, âm dương bất tử kiếp ấn. Thương Thiên Thần Vương bất tử ấn hạ xuống, âm dương nghịch chuyển, giống như một cái cối xe lớn, lập tức xé nát yêu ma hoàng đế này. Yêu ma hoàng đế màu vàng này toàn thân dập nát, hóa thành một dòng huyết hà màu vàng, nhưng vẫn chưa chết. Huyết hà mênh mông đột nhiên vọt tới Diệp Húc. Huyết hà hóa thành một gương mặt lớn, cười ha hả, quỷ dị vô cùng. Thần vương ấn pháp, ngươi không ngờ lại có thần vương ấn pháp sao? Thật tốt quá, chỉ cần chiếm cứ được thân thể của ngươi, chậm nhất định có thể dễ dàng tiến thêm được một bước rồi. Thiên ma phụ thể, đại hồi pháp. Huyết hà màu vàng nổ tung một tiếng, hóa thành một tấm lưới màu vàng, bao lại thiên địa, hướng Diệp Húc mà hạ xuống. Mỗi một giọt máu đều chứa một gương mặt. Sinh mệnh cấp thấp, không ngờ lại có vô pháp cấp thần vương. Lần hạ giới này quả nhiên là không tệ, không tệ. Huyết võng bao phủ thiên địa, nhanh chóng thu nhỏ lại, bao vây Diệp Húc ở bên trong. Chỉ nghe thấy pang một tiếng, huyết võng này lướt qua thân thể. Nhưng võng chưa kịp tới thân thể Diệp Húc, Diệp Húc đã dường như dung nhập vào trong hư không, không còn tồn tại nữa. Đây là tác dụng của hư không ấn, thân hình dung nhập hư không, vạn pháp bất xâm, vạn bảo bất thương. Diệp Húc tu vi hiện giờ đã là bảo tăng, ấn pháp triển khai, thân thể xen vào giữa chân thật và hư vô, đi lại tự do trong hư không. Nếu như tu vi hắn tiến thêm bước nữa, ấn pháp mở ra, có thể xuyên qua hư không một cách mạnh mẽ, ngay lập tức thoát ra khỏi 3.000 thế giới, ẩn nấp giữa các thế giới. Thậm chí, ngay cả cấm bảo cũng không thể lề hà hắn chút nào, căn bản sẽ không bị cấm bảo kéo hắn từ trong hư không đi ra ngoài. Một vầng minh nguyệt dâng lên, phong ấn huyết võng vây ở bên trong minh nguyệt. Chấm là nhân hoàng, ngươi đừng mơ tưởng chiến thắng được chấm. Bên trong minh nguyệt, huyết võng hóa thành huyết hà, lập tức ngưng tụ lại thân hình, biến hóa thành yêu ma hoàng đế màu vàng, giận dữ mà hét lên: "Tiểu tử, chấm chính là máu của vu tổ hóa thân mà thành, ngươi có thể làm bị thương máu của vu tổ hay không? Cho dù coi như là ngươi giết được chấm đi, chấm cũng sẽ sống lại trong huyết hà." "Ồ, vậy sao? Đừng nói là máu của vu tổ, cho dù là máu của thần vương cũng phải bị ta luyện hóa thôi. Thần vương vãng sinh ấn." Diệp Húc tâm niệm hơi động, một đạo chu thiên thần vương vãng sinh ấn chấn ra,
oanh kích lên thần thức của yêu ma, đánh thành từng mảnh nhỏ. Yêu ma hoàng đế ở một tiếng lại tản ra, hóa thân thành một mảnh huyết hà mãnh liệt mênh mông. Bên trong huyết hà, một loại khí tức thần thánh cao quý phát ra. Đây là huyết mạch vu tổ, ẩn chứa ma tính thật mạnh. Đừng nói ngươi có pháp lực nhân hoàng, cho dù là cảnh giới nhân hoàng, dù ngươi có được pháp lực vu hoàng, không có cảnh giới thì chỉ có con đường chết. Bên trong minh nguyệt, liệt hỏa địa ngục dâng lên, không ngừng đốt cháy huyết hà. Diệp Phúc trước tiên lấy Chu Thiên Thần Vương vang sinh ấn đánh nát thần thức, sau đó lấy Viêm Thiên Thần Vương hủy diệt ấn, luyện hóa ma tính bên trong huyết hà. Chư Thiên Thần Vương công đức ấn được hắn vận dụng tới xuất thần nhập hóa. Tuy nhiên, vu tổ huyết cũng không phải tầm thường, ma tính bên trong huyết hà, cho dù lấy Viêm Thiên Thần Vương hủy diệt ấn cũng khó có thể khu trừ, căn bản không thể hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ. Chỉ cần ma tính không trừ, yêu ma hoàng đế kia sẽ tái sinh, vẫn hùng mạnh như trước. Huyết hà màu vàng này càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bị Diệp Phúc luyện hóa thành một đoàn kim huyết. Tuy nhiên, ma tính bên trong đoàn kim huyết này vẫn còn cực kỳ hùng mạnh, lấy Viêm Thiên Thần Vương hủy diệt ấn cũng không thể luyện hóa sạch sẽ ma tính được. Đoàn kim huyết này làm cho người ta phải run rẩy, đổi lại là người khác lúc này chưa tới gần sẽ bị ma tính quấn thân, hóa thành một đầu ma đầu, chỉ biết giết chóc mà thôi. Nếu đem kim huyết đánh nhốt vào trong cơ thể người khác, chỉ sợ người đó ngay tức khắc sẽ bị đồng hóa, trở thành yêu ma hoàng đế màu vàng kia. Diệp Phúc thậm chí cảm giác được, nếu ma tính không trừ mà nói, cho dù coi như chính mình bị vu tổ huyết hà này nhập thân, chỉ sợ cũng không có thể khắc chế được ma tính, hơn phân nửa sẽ bị đồng hóa thành ma. Thực lực của hắn đã mạnh như nhân hoàng rồi, cường giả như vậy cũng không thể khắc chế được vu tổ huyết. Nếu để kim huyết này tàn sát bừa bãi, không biết sẽ làm cho thiên hạ vu sĩ đại vu chịu tổn hại như thế nào. Càn Khôn Đỉnh chấn áp. Diệp Phúc tế khởi Càn Khôn Đỉnh, đem đoàn kim huyết này chấn áp ở bên trong đỉnh, lấy Càn Khôn Đỉnh uy năng luyện hóa ma tính bên trong máu, tất sẽ hiệu quả hơn. Ma tính bên trong kim huyết này chính là của cường giả cấp bậc vu tổ, chỉ có thể luyện hóa từng chút một mà không có khả năng luyện hóa một cách nhanh chóng được. Máu huyết của vu tổ thật sự là quá hùng mạnh, không biết thần vương huyết mạch uy lực sẽ mạnh mẽ như thế nào đây. Diệp Phúc không khỏi nhíu mày, lần này thông thiên chi lộ mở ra, không chỉ có thiên giới yêu ma nhân cơ hội hạ giới làm loạn, thậm chí còn có hậu đại của đế dự thần vương cũng nhân cơ hội trốn xuống đây. Vu tổ huyết mạch đã mạnh mẽ như thế này, nói vậy huyết mạch thần vương đế dự để lại lại càng mạnh không thể tưởng tượng. Cho dù hậu đại của đế dự thần vương bị người giết chết, thì huyết mạch của đế dự chỉ sợ cũng sẽ không tử vong, thậm chí nó không chừng sẽ chiếm lấy thân thể người khác, khiến cho đối phương biến thành truyền nhân của đế dự thần vương. Đế dự thần vương từ thời kỳ đại thương hoàng triều thống trị đã tu thành cảnh giới đế quân, máu huyết của hắn chỉ sợ dễ dàng ô nhiễm một nhân hoàng thánh chủ, đồng hóa nhân hoàng thánh chủ biến thành hậu đại của mình. Hơn nữa, ta còn không biết từ trên thiên giới hạ xuống tới tột cùng là hậu đại của đế dự thần vương hay là một đoàn máu huyết của đế dự thần vương đây. Diệp Phúc nghĩ tới đây không khỏi dùng mình một cái, lẩm bẩm mà nói: nếu là cái sau như vậy thì rất khủng bố, một trong những vị thánh chủ nhảy vào thiên giới khẳng định có người đã bị đồng hóa rồi. Diệp Phúc không khỏi lại dùng mình một cái, thánh chủ đã bị đồng hóa biến thành một ngoại nhân, biến thành con nối dòng của đế dự thần vương, như vậy thì thiên hạ đại loạn rồi. Đế dự thần vương bày ra hậu thủ là tính toán khiến cho con cháu của mình nghịch hành phạt thiên, sau khi thống nhất vô hoang thế giới tiến vào thiên giới, một bước đi tới vào tọa thiên đế. Sau khi mở ra thông thiên chi lộ, vài vị thánh chủ còn sống sót, sau đó có yêu chủ, hạ gia thánh chủ, Bảo Quang đại thiền sư, Vu Chân đại sư, còn có Thái Thượng đạo tông, Âm Dương tông và vài thánh chủ thánh địa khác. Những người này ai không phải là nhân kiệt một thời, nếu trong đó có người bị máu huyết của đế dự thần vương ăn mòn, trở thành hậu đại của đế dự thần vương, lấy lực lượng huyết mạch của đế dự đột phá trở thành vu hoàng, chỉ sợ cũng không nói chơi. Hơn nữa bên trong thần huyết của đế dự thần vương còn có trí nhớ không trọn vẹn, thần vương cấp đế quân vô pháp cấm pháp trong thiên hạ, chỉ sợ không có nhân vật nào dám ngăn cản. Chỉ mong đế dự thần vương lưu lại hậu thủ chỉ là con nối dòng, mà không phải là thần huyết của hắn ta. Chỉ mong tao đoán sai. Diệp Phúc từ từ phun ra một ngụm chọc khí, lấy tay chụp vào mảnh vỡ kiến mộc. Hắn vừa mới cầm mảnh vỡ kiến mộc vào tay, đột nhiên một cỗ uy áp hào hãn từ trên trời giáng xuống, phong ấn hư không, chấn ép làm cho cốt cách của hắn rung động ầm ầm. Bàn vương trên thân cũng bị ép tới, không ngừng mà thu nhỏ lại. Sao? Nhân hoàng thánh chủ tế khởi cấm bảo muốn chấn giết ta sao? Diệp Phúc gian nan ngẩng đầu, chỉ thấy giữa không trung một góc tòa lâu tháp 24 tầng đang nhanh chóng hạ xuống về phía mình. Là cấm bảo bán thành phẩm Lăng Nghiên Các, cấm bảo của đại đường sao?
Lăng Nghiên Các đột nhiên hiện ra, làm cho Diệp Húc biết được chuyện mình đi vào trong đại đường đã bị hoàng đế đại đường Lý Song Sương biết. Đại đường quốc chủ là nhân hoàng đỉnh cao, nắm trong tay Lăng Nghiên Các bán thành phẩm cấm bảo, cung cấp với các thánh chủ. Diệp Húc lập tức biết được rốt cuộc người nào đã ra tay với mình. Chỉ có đại đường đế quốc hoàng đế mới có thể vận dụng cái cấm bảo Lăng Nghiên Các này. Lý Thiên Vương, Trình Vương, Tần Vương đều là chết trong tay của hắn. Thậm chí ngay cả con của Lý Song Sương, Thái Tử Hỷ cũng chết trong tay Diệp Húc. Thâm cừu đại hận là không đội trời chung. Lý Song Sương biết được Diệp Húc tiến vào bên trong đại đường, không ra tay mới là lạ. Lăng Nghiên Các uy năng hảo hãn như biển, chính là cấm bảo do khai quốc hoàng đế đại đường Thái Tông luyện chế ra. Nó gần như cất chứa toàn bộ tinh anh của đế quốc đại đường. Từng lầu hạ xuống, tượng trưng cho vận mệnh quốc gia đại đường, lấy lực một quốc gia mà chấn áp Diệp Húc. Tòa Lăng Nghiên Các này cao tới mấy vạn trượng, đứng vững trên trời cao. Chỉ xuất hiện một góc thôi, nhưng uy năng một góc này cũng không phải là nhân hoàng bình thường có khả năng chống lại. Lăng Nghiên Các chưa hạ xuống, Diệp Húc đã bị tòa lầu 24 tầng này chấn áp tới gập cả lưng. Toàn thân giống như đeo một tòa đại lục, làm cho hắn bị ép quỳ rạp trên mặt đất. Cấm bảo này chấn áp hư không, phong tỏa thiên địa, chấn áp toàn thân Diệp Húc, tu vi và pháp lực, thậm chí chấn áp cả vu bảo của hắn, khiến cho hắn không có chút sức lực phản kháng nào, chỉ có thể khoanh tay chịu chết, trơ mắt nhìn chính mình bị chấn tử. Thánh chủ cũng không làm gì được ta đâu. Diệp Húc há mồm rít gào, sống lưng đột nhiên thẳng tắp, ngẩng đầu nhìn lên. Hắn trực tiếp đối diện với áp bách của cấm bảo. Hắn tế khởi ngọc lâu, chỉ thấy ngọc lâu xoay tròn càng ngày càng cao, càng ngày càng lớn, cũng cao tới mấy vạn trượng, nghênh đón Lăng Nghiên Các. Hai tòa lâu cao va chạm giữa không trung, có thể nói là đồ sộ. Trong Lăng Nghiên Các, thánh quang lưu chuyển vô cùng thần thánh trang nghiêm, mà trong ngọc lâu của Diệp Húc có một đạo huyền khí màu vàng buông xuống, phong cách cổ xưa vĩ hằng. Hai tòa lâu cao hơi hơi đụng vào nhau, ngọc lâu lập tức bị Lăng Nghiên Các chấn áp, nhanh chóng thu nhỏ lại, xoay tròn nhanh chóng rơi xuống đỉnh đầu của Diệp Húc. Đây không phải là phẩm bậc của ngọc lâu không bằng Lăng Nghiên Các, mà là pháp lực của Diệp Húc không bằng đại đường hoàng đế Lý Song Sương, cho nên không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng của ngọc lâu được. Tuy nhiên, tốc độ hạ xuống của Lăng Nghiên Các cũng bởi vì ngọc lâu ngăn cản mà tạm hoãn một chút. Thương Nguyệt Thần Châu, lên! Một vầng trăng sáng đột nhiên nhảy ra khỏi ngọc lâu, quang hoa hàng tỷ đạo. Bên trong trăng sáng, biển rộng sóng trào, sóng lớn cuồn cuộn tản mát ra uy năng cấm bảo minh mông hướng tới Lăng Nghiên Các. Thanh âm va chạm vang lên, hư không mất đi từng mảng lớn, hóa thành hỗn độn. Bọn họ lần này giao thủ phá hủy vạn trượng thiên không, làm hư không biến thành hỗn độn, mây trắng dập nát. Bên trong hỗn độn chỉ còn lại một tòa lầu cao, một vầng trăng sáng. Diệp Húc kêu lên một tiếng trầm đục, nuốt trôi một cục máu trào lên ít hầu. Hắn liên phiên tế khởi hai kiện bảo vật, rốt cuộc cũng chặn được uy thế của Lăng Nghiên Các. Hư không bị phong bế, lúc này mới nhảy người dựng lên, ngẩng đầu hướng Lăng Nghiên Các nhìn lại. Lăng Nghiên Các lúc này đã hoàn toàn xuyên thấu hư không, đi vào phía hư không bị hủy diệt này. Tiểu tử khá lắm, không ngờ có được hai kiện vu bảo cấp cấm bảo, càng không thể lưu ngươi được rồi. Đường hoàng Lý Song Sương đứng ở trên mái Lăng Nghiên Các, trong ánh mắt không có bất kỳ chút cảm tình nào. Đột nhiên hắn trở mình một cái, toàn bộ dòng khí lưu hỗn độn trong hư không thu nhỏ lại tới lòng bàn tay của hắn. Năm ngón tay của hắn triển khai giống như năm cột chống trời, ẩn hiện trong xương trắng. Hắn hướng tới Diệp Húc mà đánh xuống. Đại đường quốc chủ, Diệp Mỗ nếu muốn chạy, trong thiên hạ này còn chưa có ai ngăn được ta đâu. Diệp Húc cười ha hả, lau đi vết máu trên miệng, thân hình chấn động, nhảy ra xa ngàn dặm, ào ào biến mất. Còn muốn chạy sao? Chấm nếu muốn giết người, trong thiên hạ này cũng không có người nào có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của chấm đâu. Đường hoàng Lý Song Sương trong mắt trung quang chật lóe, thân hình vừa động, chân dẫm lên Lăng Nghiên Các, giết cào dựng lên, đuổi giết về phía Diệp Húc. Tốc độ của hắn so với Diệp Húc không chậm hơn chút nào, điều khiển Lăng Nghiên Các gắt cao tập trung vào Diệp Húc. Diệp Húc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bàn tay to như trước vẫn gắt cao đi theo sau lưng của mình. Bàn tay to này giống như thương thiên, bất kể hắn làm cái gì, Lý Song Sương thủy chung vẫn theo tới đó. Bàn tay to hạ xuống, dường như không cũng không thể ngăn cản được Lý Song Sương chấn tử Diệp Húc vậy. Ta không tin, ta còn không bỏ qua được ngươi, Ma Thiên Thần Vương trưởng không ấn. Diệp Húc thét dài một tiếng, nguyên thần đột nhiên tế khởi, dung hợp với mảnh vỡ kiến mộc hắn đoạt được. Lập tức mộc chi khí khôn cùng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể của hắn, hóa thành tu vi. Thiên tướng thứ 26 rốt cuộc cũng được ngưng tụ mà thành. Diệp Húc khuyết gió một tiếng cuồn cuộn, tốc độ lập tức lại nhanh hơn một chút, ngàn dặm thiên không chợt lóe ra, tốc độ hắn đạt tới cực hạn. Không gian áp bức thật mạnh lên thân thể của hắn, khiến cho thân thể của hắn văng ra tung tóe, làn da cũng bị xé nát.
tốc độ cũng thật nhanh. Lý Song Xương trong mắt thảo quang chợt lóe, đột nhiên thu hồi bàn tay to, thậm chí cũng thu hồi lăng nghiên khác vào trong bảo tháp của mình. Hắn toàn lực đuổi theo Diệp Phúc, một bước đi ra đó là cả 1000 dặm. Hai người tốc độ nhanh như ánh sáng, những vô sĩ khác chỉ có thể nhìn thấy trên không trung hai đạo ánh sáng một vàng một lam lướt qua, căn bản không biết đó là do hai cao thủ đứng đầu đương thời đang so đấu tốc độ. Ngắn ngủi mấy canh giờ, Diệp Phúc liền độ hư không hàng tỷ dặm xa, thậm chí chạy qua không biết bao nhiêu lục địa, lướt qua phương Tây Hạ Châu, nhưng vẫn không thoát khỏi Lý Long Xương. Cứ như vậy tiếp tục cũng không phải là biện pháp. Lý Long Xương dù sao cũng là thánh chủ, pháp lực của hắn so với ta phải nhiều hơn không biết bao nhiêu lần, lấy thần vương trưởng không ấn rất khó thoát khỏi hắn. Diệp Phúc trong đầu chợt lóe một ý tưởng, hóa thành hư không ấn, thân hình đột nhiên dung nhập vào hư không, lập tức biến mất không thấy. Cùng lúc đó, hắn thi triển trường không ấn, đi nhanh trong hư không, lập tức xa ngàn dặm. Đây là lần đầu tiên hắn đem hai loại ấn pháp này đồng thời thi triển ra, chỉ cảm thấy diệu dụng vô cùng, xuyên qua hư không, thế giới tới vô ảnh về vô hình. Lý Song Xương lập tức dừng chân, hắn cũng không thể tập trung được tung tích của Diệp Phúc nữa. Tốc độ của hắn mặc dù nhanh chóng, nhưng Diệp Phúc thi triển Huyền Thiên Thần Vương hư không ấn và Man Thiên Thần Vương trường không ấn, vô hình vô ấn, không lưu lại nửa điểm dấu vết. Hắn như thể hòa tan trong hư không, khiến cho Lý Song Xương không thể tìm được vị trí của Diệp Phúc, cuối cùng bị mất bóng dáng của Diệp Phúc. Ngay cả ta cũng không thể lưu hắn lại được sao? Lý Long Xương không khỏi biến đổi sắc mặt, trong lòng giận dữ, tế khởi lăng nghiên các. Lầu cao anh xuống, hàng tỷ hào quang nở rộ, đem ngàn dặm hải vực hóa thành một mảnh hư vô, nhưng vẫn không thể bức Diệp Phúc ra khỏi hư không được. Trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này không biết đã đi xa bao nhiêu ngàn dặm rồi, xem ra thánh chủ cũng không thể lưu hắn lại được rồi. Hắn đừng cũ trở về, trong lòng suy sụp mà thầm nghĩ, kẻ này bên trong thiên hạ đã không còn người nào có thể khắc chế được hắn nữa rồi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 141 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 142 sắp tới.